Ok, hello, xin chào mọi người. Kỹ sư Hẻm đây. Không dài dòng gì nữa, đây là chiếc xe cuối cùng của năm 2021 chứ hả? Tại vì này mà đang tính là âm mà. Đó, năm âm lịch đó. Rồi, cái chiếc xe này đây là một cái ngày bữa nay đã rất là cận Tết luôn rồi. Nó chỉ còn có 2 hôm nữa, bữa nay là 27 Tết rồi. 28, 29 là Tết rồi mà bữa nay mới hoàn thiện và giao. Thì con xe này là con xe tâm huyết nhất tại vì trên xe nó toàn gắn đồ phát không à, đồ phát ke không à. Chủ xe có một cái chuyên môn rất là lạ, bắt buộc phải tìm gắn cho bằng được đồ phát đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô một số cái đồ phát. Đầu tiên là cái cục máy. Rồi cục máy này là cục máy dành riêng cho quay thái. Cục máy này là nhái kiểu của Daytona 190 4 van. Thật ra nó nhái thôi chứ nó khoảng chắc 110 hay 125 gì à. Nghe cũng không có gì lật hết á. Nói chung là cục máy này nhái, không có tính gì hết á. Rồi thêm một cái cục mô bin sườn MSD. Nói chung là đồ nhái thì mình phải ráng săn được cục đồ nhái mô bin sườn MSD. Rồi đi kèm với lại một cái là bình xăng con BRT. Ở BRT thì chính hãng rồi chứ không có nhái nữa. Tại vì mình làm bên BRT mà. Nói chung là chắc được có cái bình xăng con BRT họng 34 này là đồ nhái thôi, mặc dù nó có 110 phân khối nhưng mà nhất định là phải xài họng 34 để nhìn cho nó cọp. Rồi. Rồi loa kèn, loa kèn thì mình đã có, mình chơi thẳng trực tiếp gió trời luôn. Mình chơi loa kèn và mình có thêm cái lưới chống bụi, chống nói chung không phải chống bụi mà là chống những cái dị vật mà người ta có thể nhét vào thì mình làm lưới chống. Rồi, cụm ga Akosato. Akosato Racing. Cụm này là cụm CNC nguyên khối. Cũng là đồ nhái luôn, một cái bình dầu màu titan đủ màu. À, rồi cùm Brembo RCS 14. Cùm này thì pha ke nó chỉ có khoảng 200-300 một cái à. Rồi qua đây tới là cùm con Domino. Cùm con Domino bên đây. Rồi. Ngoài cái cùm con Domino đây thì có thêm cái bộ kiến gù. Rồi đồng hồ. Đồng hồ thì cái đồng hồ ngoài chợ Tân Thành này nó bán bữa nay có vẻ nó màu mè hơi nhiều. Đồng hồ này bữa hình như mua 5 xị mấy phải không Hoàng? Chính xác. Ừ, có khoảng 500 mấy ngoài chợ Tân Thành bán đầy. Đó. Còn đầu đèn úp vô một cái đầu đèn với chó đèn của phu chờ thôi. Cái này thì đồ riêu chứ ngoài thấy không thấy đồ nhái nên mua đồ riêu thôi. Nói chung là cũng bình thường. Rồi sơn thì sơn một cái màu rất là sang chảnh, đó là màu vàng kim, vàng ánh kim. Rồi đi kèm với nó là một bộ phục Racing Boy Upside Down. À, rồi một con heo Billet Brembo 2 bit đối xứng. Con này thì ngoài chợ bán 350, mình mua 340. Đó, đĩa Brembo cũng là đồ chợ luôn. Niền thì niền Excel chữ đỏ. Excel rim chữ đỏ, niền trước xe Excel rim chữ đỏ thôi. Rồi, nhẹ nhàng theo cái rổ Honda. Rổ Honda thì rổ Honda này chắc cũng pha ke rồi. Chứ Honda làm gì có bán cái rổ này. Rồi, một cặp Olin. Olin này là mấy cặp phuộc nhái Trung Quốc mod tem lại. Sơn lò xo mod tem lại làm đẹp lên thôi. Full một dàn ốc Salaya, có cái này hay hay này, nhìn cái lông bô hơi đã. Bô cũng là bô Salaya luôn. Bô thì made in Thái Lan. À, niền Excel Takasago Excel rim chữ đỏ nha. Nghe người ta nói là chữ đỏ nó phát hơn là mấy hàng chữ vàng, không biết có hay không nhưng mà chắc là phát thiệt. Rồi một dàn full nhà ốc Salaya cổ bô titan, rồi gác chân inox, cần thắng inox, rồi chống đứng inox. Đó, nói chung là nhẹ nhàng lắm. Tổng chi phí chiếc này mà sau khi mà độ xong á thì khoảng 12 triệu. 12 triệu thì xe mua, chủ xe bữa mua hình như có 8 triệu à. Nói chung là chiếc xe này dọn mất thời gian. À, vẫn còn một số thứ nữa. Này, cái này là cái miếng keo dán giả vân carbon mẫu mới nhất. Đó, nhìn thấy nóng ánh không? Nhìn nó rất là ảo. Đó, keo này dán đi ra ngoài mua về tự dán luôn. Nói chung là cái keo dán này rất là ảo. Rồi. Nói chung là một chiếc xe thì không có gì ngoài đồ chợ Tân Thành không có nhiêu tiền hết. Đó. Kiến thì kiến gù xem vòng. Thang hồ xoay đó. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên để mình nghe thử tiếng của cục máy nhái 110 này nó ra làm sao.
xoay một vòng cho mọi người coi ha. Nó khá là nhạy nè, coi đồng hồ nè. Garanti đang khoảng 1.500, máy chưa nóng lắm, tại thường máy mới lại sẽ hơi cao một tí. Mấy cục máy Trung Quốc dạo này 110 phân khối mà cái tiếng nó hơi lật thôi chứ cũng không lật lắm đâu. Đó, cũng bình thường á, xe này cũng bình thường á. Xe này thì chủ yếu là đi chợ đi dạo thôi. Rồi, đấy, đây là một chiếc xe dọn khá là lâu, nó đã có kế hoạch từ hồi tháng 6 lúc mà bắt đầu mùa dịch và tới bây giờ là Tết rồi thì bắt đầu mới có thể làm xong và hoàn thiện. Thì tối nay mình sẽ lên xe chở nó đi về miền Tây, trao trả cho chủ xe trực tiếp, mình sẽ chở luôn. Mặc dù hôm nay nó là 27 Tết và mai sẽ là 28 Tết và mình sẽ giao xe. Rồi, chào mọi người. Hẹn gặp lại ở năm sau.